Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Cô mới vừa nói xong nội dung từ nãy giờ là giảng cái bài kệ này, đúng không? Những người thường giác tỉnh là sao? Lúc nào cũng phải nhớ tỉnh giác hết á. Còn mình là hút giác hút mê nè. Hồi sáng nè, cô tỉnh giác là cô rất là từ bi Bồ Tát nè. Xong rồi cô nổi khùng lên, cô thành gì? Cô thành La Sát nè. Cái đó là cô không có tỉnh giác à. Và cái người tỉnh giác thì mới sao? Ngày đêm siêng tu học, đúng không? Để trả bài mà từ cái hồi phẩm ngu, phẩm già cho tới bây giờ, có phải ngày đêm mình phải học không? Học với cô một tiếng, nhưng mà một tuần vừa rồi mình phải học tới bao nhiêu tiếng đồng hồ, đúng không? Á à, là ngày đêm siêng tu học nè, chuyên tâm hướng niết bàn. Người này sao? Hướng về cái chỗ mà tịnh lạc, cái chỗ mà không vui, không buồn, không khùng điên lên xuống như vậy nè. Đó là cái người tỉnh giác. Thì cái người đó mới được sao? Mọi lậu hoặc được tiêu. Có nghe câu này thảnh thơi không? Hồi ơi, nghe chữ nghĩa nó nhẹ như lông hồng vậy, chứ mà hồi con đụng vô con cũng gạo tiếp à cô. Đó, mọi lậu hoặc được tiêu. Mà cô nói rồi, mỗi lần mà mình tính mà mình quạo đó, mình nghĩ lại đi, mình quạo là đầu tiên là mình sẽ xấu, hai là mình sẽ gây khẩu nghiệp, ba nữa là các mối quan hệ xã hội của mình nó sẽ đổ vỡ, đúng không? Mình quạo với con mình, nó sẽ kêu mình nó là quá sức, là khó tánh. Mình quạo với chồng mình cũng nói em quá là dữ dằn, hồi xưa anh không có thấy em dữ dằn như vậy, phải không? Mà biết tôi mà biết bà vậy tôi đâu có cưới về. Tóm lại là khi mà mình mà không có kiềm chế được cơn sân của mình á, thì từ trong gia đình cho tới xã hội mình không thành tựu được. Hồi đó xưa cô đi làm ở tập đoàn tài chính ngân hàng lớn thứ tư ở Hàn Quốc nè, tập đoàn rất là lớn, mà xưa cô làm một cái việc cũng khá là áp lực, đó là trong cái phòng marketing thì sẽ chạy theo doanh số, đúng không, mọi người sẽ biết rồi đó, mà cô phụ trách tới 4 thị trường, cho nên là hễ mà cái tháng nào mà doanh số mà nó sụt giảm mình rất là căng thẳng. Thì mọi người nhìn vào á, thấy cái cuộc sống của mình như vậy, à công việc thì rất là ổn, lương thì rất là cao, chế độ thì rất là ngầu, mình lúc nào cũng ăn mặc hàng hiệu nhìn rất là ngầu đó, nhưng mà họ không biết là trong nội tâm của mình là một đống phiền não, một đống đầy phiền não, và luôn luôn có những cái sự lo lắng và bất an và cái bất bình ổn trong tâm. À, cái người này là người chưa có phải là có được cái sự diệt trừ mọi lậu hoặc phiền não. Cho khi mà sư cô đã bước qua khỏi cái giai đoạn đó, nhìn lại chính bản thân mình, cô mới thấy là mình sống trong một cái cuộc sống đầy phiền não như nào, mà nó được bao trâu chét, trâu chia bằng rất là nhiều cái thứ mà đẹp đẽ bên ngoài, mà mình chính vì những cái thứ đó mình không nhìn thấy được cái chất lượng cuộc sống của mình. Cho nên cô mới nói chất lượng cuộc sống không phải là ở căn hộ cao cấp hoặc là xe sang, mà chất lượng cuộc sống nó phải bằng cái tâm bình an của chính mình. Tại vì mình có ngồi trên một cái đống vàng, mình có đi chiếc xe thiệt xịn, mình có ở cái căn hộ cao cấp cỡ nào, nhưng nếu mình không có bình an thì mình thật sự không có hạnh phúc. Cái này không phải là cô nói đãi bôi trên chót lưỡi đầu môi, là tại giờ chắc là cô nghèo cho nên thôi cô nói vậy để an ủi, không phải. Thật sự đó quý vị, tiền rất là quan trọng, nhưng mà tiền không phải là tất cả, mà cái quan trọng là mình có làm chủ được cái phiền não và cái cảm xúc của mình hay không. Thành ra ở đây cô mới nói là sao, quý Phật tử phải nhớ giữ cái chất lượng cuộc sống của mình. Các bạn mà trẻ mà đến chùa là rất là tốt, tại vì các bạn sẽ định hướng tốt hơn. Hồi cô còn trẻ cô cũng trông trên rồi cũng hết rồi. Cô cũng trông trên và chạy theo những cái giá trị mà người ta cho là thành công đó. Nhưng mà cô mới phát hiện là nó chưa phải là quyết định hạnh phúc cho cuộc đời của mình đâu ha. Ở đây thì mình mới mình được tiếp nhận cái giáo lý của Đức Phật, thì mình thấy là Phật dạy cái gì nó là chân lý, để mình biết được, để mình hướng cái cuộc đời của mình như vậy. Rồi cô đọc tiếp câu 227. Atula nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Câu này hay vô cùng, mà mình dán ở trên cái đầu giường của mình đó là mình sẽ không có bị quạo. Nè, tại sao? Tại vì á, ở đây á, có một cái câu chuyện ha, tích chuyện này cũng khá là hay, mà cô nghĩ là quý Phật tử cũng được nghe quý thầy kể nhiều rồi đó. Tức là có một cái nhóm cư sĩ tại gia này đến tinh xá để mà hỏi đạo. Thì ông này là ông tên Tu La, thì ông dẫn một nhóm bạn của ổng, một nhóm bạn cũng là cỡ giống ổng vậy đó, mới đến để hỏi đạo. Thì đầu tiên là đến để gặp ngài Li Bà Đa, ngài Revata, mà chúng ta biết là tôn giả Li Bà Đa là tôn giả mà tu cái hạnh đó là độc cư, ngài rất là ít nói, ngài gần như không bao giờ nói chuyện luôn, mà ngài là chứng thánh rồi. Thì khi cái nhóm cư sĩ tại gia này đến hỏi đạo thì tôn giả chỉ im lặng thôi. Đúng ra với cái im lặng của tôn giả thì những người này phải nhìn thấy cái nét đẹp từ trong thân giáo của ngài mới phải. Thì những người này lại không có
không có thấy như vậy và chê mắng ngài là không chịu nói gì cả. Mới bắt đầu đi tìm ngài Xá Lợi Phất, mới đến bạch với Xá Lợi Phất là tụi con đến đây để hỏi đạo mà gặp tôn giả Ly Bà Đa không thèm nói câu nào, tụi con rất là bực bội. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là tốt lắm, được rồi, ngồi đây ta sẽ giảng cho nghe. Thế là ngài tôn giả, ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp mà trí tuệ đệ nhất, mà ngài biện thuyết là vô ngại luôn. Ngài kể, ngài giảng A Tỳ Đàm là từ đầu đến đuôi, từ chân tơ tới kẻ tóc, giảng tới đây cái đám này nghe được không? Nghe không vô, nghe không nổi nữa. Đầu chán quá, nói cái gì mà nói nhiều vậy, tụi con không hiểu đâu. Bắt đầu chạy tới ngài A Nan, dạ bạch A Nan, tụi con hôm nay rất là bực bội. A Nan hỏi sao? Nói tụi con gặp tôn giả Ly Bà Đa lại không nói cái gì, rồi gặp tôn giả Xá Lợi Phất thì ngài lại giảng nhiều quá, tụi con không hiểu gì. Và bây giờ tụi con muốn đến tìm ngài để nghe pháp. Ngài A Nan nói sao? Tốt lắm, ngồi xuống ta sẽ giảng cho nghe. Thế là ngài A Nan nói vừa vặn ngắn ngủi, thì chúng ta biết A Nan là thị giả của Đức Phật, và đặc biệt A Nan vô cùng khéo léo. A Nan khéo trong ứng xử tới mức mà ngài không có bị phiền lòng bất kỳ ai, và ngài rất là nổi tiếng từ bên ni đoàn, tăng đoàn cho tới giới đệ tử cải tại gia đều là rất là tôn trọng và quý kính ngài A Nan, vì ngài ứng xử rất là khéo léo. Thì A Nan nói vừa vặn như vậy, cái nhóm này cũng không vừa lòng, nói gì mà ngắn ngủn vậy, không được. Thế là cái nhóm này đi đến thưa với Phật, mét Phật hay tào lao dễ sợ không, gặp toàn thánh tăng không vậy đó, mà cũng chê bai tùm lum. Đi đến thưa với Phật thì như nào mà bực bội lắm, giờ là sân si nó lên tới não rồi. Gặp Đức Phật thì mới nói là, cái Đức Thế Tôn mới hỏi này, các ông có chuyện gì mà đến tìm ta? Thì ông mới thưa là sao, bạch Đức Thế Tôn, con đến hỏi pháp với ngài Ly Bà Đa thì ngài không chịu nói câu gì, ngài Xá Lợi Phất thì giảng giải tràng giang đại hải, ngài A Nan thì nói quá ngắn, tụi con đều không vừa lòng. Chúng ta nghĩ Đức Phật sẽ dạy cái gì, Đức Phật sẽ giảng cái gì nữa đây, toàn là thánh đệ tử của ngài mà còn bị chê như vậy. Ngài không có giảng một câu kinh gì cho cái nhóm cư sĩ tại gia này nữa hết, mà ngài đọc kinh Pháp Cú này nè. Ngài quở: này Tu La nên biết, xưa lại vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Câu tiếp theo: xưa vị lai và nay, tức là không phải thời nay đâu nha, trước đây cũng vậy và sau này cũng thế, đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Phải không? Phật chỉ nói nhiêu đây thôi, nhóm kia hiểu chưa? Hiểu rồi đi về. Quá thể, gặp ai cũng chê như vậy, người nói ít cũng chê, nói nhiều cũng chê, nói vừa phải cũng chê. Vậy Đức Phật nói lời nào ra, nhóm này có sẽ chê không? Chắc chắn chê tiếp. Và cái chuyện chê này là sao? Từ quá khứ đến vị lai, kiểu gì mình cũng sẽ bị chê. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy để chi? Không phải nói vậy để cho mình bao biện cho những cái hành động chưa có hoàn thảo của mình, để rồi mình nói thôi tôi vậy đó, tôi vậy á, chịu chịu không chịu thì thôi. Nói vậy thì cũng là không có được. Tức là cô bữa trước cô có vấn đáp Phật Pháp, cô có nói cái này rồi. Nếu như những người mà chỉ trích mình là vì đố kỵ, vì sân hận, vì ganh tị, hoặc là vì cái tâm không thiện lành á, thì mình có thể bỏ ngoài tai. Tại vì cái chất lượng cuộc sống của mình và giá trị con người của mình nó không có lệ thuộc vào cái lời nói của họ. Nhưng nếu cái người chỉ trích mình, cái người chỉ lỗi mình, đó là gì? Bậc thiện tri thức, người có trí. Người có trí mà chỉ lỗi mình thì trong kinh Pháp Cú có nói gì? Như chỉ chỗ chôn vàng, đúng không? Bậc trí không có thường chỉ lỗi cho mình, mà cái người đó họ chỉ lỗi là biết chắc chắn là mình có lỗi. Họ nói bậc trí hoặc bậc thiện tri thức thì cao xa quá, nhưng mà cô nói nó bàn bạc trong cuộc đời mình đây, giống như sư phụ nè, thầy tổ của mình nè, huynh đệ bạn đạo của mình nè, ba mẹ của mình nè, những người sanh mình ra nuôi dạy mình lớn, thì những người này có mong muốn mình hạnh phúc và thành công và hoàn thiện hơn trong cuộc đời không? Có, đúng không? Vậy thì những người này khi chỉ lỗi cho mình có nghiêm túc nhìn nhận không? Có, để mà mình cải thiện mình từng ngày. Phàm phu là chắc chắn phải có sơ suất, cho nên khi người ta chỉ lỗi thì không có phải được bàng quang luôn, mà phải quay lại nhìn mình, đúng không ạ? Đức Phật dạy câu này cho mình thấy rằng mình có hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ bị chê, để mình không có bị trồi sụp tâm lý theo lời khen tiếng chê, nghĩa là bát phong suy bất động, người ta khen mình nở lỗ mũi, người ta chê cái mình xìu xuống luôn như cái bong bóng xẹp. Vậy thì không có được, mình không có chủ quyền, nhưng ngược lại mình cũng không có được tự mãn, tự ngã, tự luyến, rồi mình cho mình cái gì cũng đúng, mình cái gì cũng hay, là hoàn toàn không được. Cô nói như là Khổng Tử nói đó, là ba người đi với mình thì chắc chắn là sẽ có một người làm thầy mình, cho nên là mình rất là yên tâm là mình phải học
Ở đây thì là cái cõi phàm thánh đồng cư. Cô nói ngắn gọn ở cái câu kệ này để mình qua câu kệ tiếp nó còn dài. Vì cái cõi mình là cõi phàm thánh đồng cư, cho nên là chắc chắn mình không có tránh được lời khen tiếng chê. Mình có làm 1000 việc tốt đi chăng nữa, mình lỡ có một câu nói lỡ, nói lầm, nói sai, người ta chỉ nhớ cái câu đó thôi. Mình có giúp người khác bao nhiêu lần, mình có mang tới bao nhiêu giá trị tử tế gì đi chăng nữa, chỉ một lần mình làm Phật lòng người ta dù là vô ý, người ta chỉ nhớ mỗi cái Phật lòng đó và họ sẽ ghi mãi trong lòng. Cho mình biết là phàm phu nó là như vậy đó. Cho nên mình biết như vậy để mình không có quá chấp, không có quá buồn là sao con sống tử tế với người ta mà người ta đối xử với con như vậy. Thật ra sư cô có bị vậy không? Có. Cô dẫn Phật tử đi từ chỗ này tới chỗ kia, cô tử tế đến Phật tử 100.000 lần, mà hễ có một lần mà cô vô tình thôi mà cô nói cái câu gì mà không vừa lòng á, là đi rêu rao khắp từ Bắc tới Nam là cô hiếu thế lọ thế chai, đủ chuyện hết á, chứ không phải là vừa gì đâu. Cho nên mình thấy rằng cõi phàm thánh đồng cư, người ta có quyền, người ta nói gì kệ người ta. Ngay cả mình vô chùa cũng vậy, nhiều người đến nói với cô cái vẻ rất là tức giận là từ nay con bỏ chùa, con không đi chùa nữa. Lý do là sao? Con nghĩ đến chùa phải thanh tịnh lắm, nhưng mà đến chùa rồi cũng chuyện này chuyện kia, nói xấu lẫn nhau. Dạ thưa đó quý vị, trong chùa đó đâu phải chỉ có cái chánh điện không, đúng không? Đâu phải chỉ có chỗ thờ Phật không đâu. Trong chùa nó cũng có những chỗ như là nhà vệ sinh cũng hôi thối vậy, những cái chỗ ống cống, những cái chỗ đổ rác, những cái bãi rác thải vậy. Đâu phải trong chốn già lam là thanh tịnh hết đâu, phải không? Thì trong chùa cũng vậy, đến chùa cũng là những người đang tập tu, chứ có phải là thánh hết đâu, mà không có cái thị phi, không có lời ra tiếng vào, đúng không? Quan trọng là mình đến đó để mà mình tập cho mình hoàn thiện hơn, chứ không phải mình đến đó để mình nhìn cái này cái kia không vừa lòng mình rồi mình bỏ chùa bỏ tu. Bỏ chùa bỏ tu là ai lỗ? Mình lỗ, đúng không? Vậy cho nên Đức Phật đã tuyên bố rồi là trên thế gian khó có ai sống mà không bị khiển trách hết. Nhưng mà không có ai bị khiển trách hoàn toàn, dĩ nhiên là cũng không có ai được tán dương hoàn toàn, đúng không? Phật tử cô đây nè, những em cực kỳ thân thiết với cô có những lúc cô cũng rất chi là tán thán các em, nhưng mà có những lúc cô cũng bực bội, không? Bực bội các em, đúng rồi đó. Cho nên là không có ai hoàn toàn bị chê. Còn Phật tử mà mình đến chùa mà mười mấy năm trời toàn được thầy khen không, chưa chắc chưa có lúc mình lòi cái đuôi mình ra đó. Mình được khen hôm nay, có bữa sau mình sẽ bị chê, đúng không? Còn những người mà đang bị chê hôm nay thì chắc chắn sẽ có lúc tử tế được khen, tại vì không ai xấu hoài hết á, cũng không ai mà hoàn hảo hoài đâu. Cho nên thấy vậy để mình biết mà mình sửa mình ha. Và đặc biệt ở đây là sao? Cô nhấn mạnh cái câu này trong cái câu kệ này, chúng ta phải sao tránh cái thái độ tiêu cực mà ngại đụng chạm. Cho nên nó là không làm gì giúp đời giúp người. Cô gặp đối tượng này nhiều lắm, không biết ở Việt Nam sao chứ bên Hàn Quốc là cô gặp rất nhiều anh chị, mà nhất là những người mà sống ở Hàn Quốc lâu năm này á nha, mà có cái cơ sở ổn định rồi á, những người này lại ngại đụng chạm nhất luôn. Cho nên là không bao giờ làm một cái gì hết, nghĩa là phụng sự, thiện sự, Phật sự gì là không làm, đi chùa đi chiền cũng không giao tiếp luôn. Muốn đi thì vợ chồng con cái đi chiếc xe riêng vậy đó, để chi? Để tránh đụng chạm, tránh thị phi, hiểu ý không? Cái này nó là cái thái độ hơi tiêu cực chút xíu. Tại vì sao? Tại vì mình muốn bình an cho mình không muốn thị phi ra vào, nên cuối cùng là mình ngại đụng chạm quá, mình không làm một cái gì dấn thân phụng sự cho cộng đồng hết luôn, thì nó cũng chưa có phải là tốt. Và một cái thái độ ngược lại đây là sao? Thái độ nhiều chuyện, nghĩa là cái gì cũng can thiệp, cái gì cũng xen vào, đi đạo tràng nào cũng soi mói hết. Nói chuyện ở đây có mấy đạo tràng người Việt, Phật tử Việt Nam, thì cũng có nhiều quý thầy quý sư cô qua đây. Nhưng có những Phật tử là đi khắp các đạo tràng là không có khen được một thầy, một sư cô nào hết á. Gặp thầy này thì chê bai là trời ơi, ổng không có biết tiếng Hàn, ổng dở như này, ổng không biết dạy Phật tử lơ lọ thế chai. Lên gặp sư cô cũng chê sư cô, lên gặp thầy nọ cũng chê thầy nọ. Nói chung là không có vừa bụng ai hết trơn hết á. Thì cái trường hợp này cũng là nên tránh. Nghĩa là đi chỗ nào cũng chen vô hết, chỗ nào cũng can thiệp, nhưng mà chỗ nào cũng soi mói và thị phi. Ngược lại á, là bàng quan luôn, là không dấn thân phụng sự cái gì luôn. Thì đây là hai cái cực đoan mà nên tránh. Tại vì mình phải dấn thân phụng sự, mình phải nỗ lực tu tập cho mình và cho người. Nhưng khi bị khen thì mình không có vì những cái lời khen đó mà mình tự cho mình vĩ đại và hoàn hảo. Mà khi bị chê mình cũng không tự cho mình là quá tệ, mà mình không có dám làm một cái gì nữa, thì đều là không đúng ha. Ở đây Phật tử của cô những ngày đầu không có biết nấu ăn, không có biết tổ chức khóa tu, không có biết làm một cái gì hết. Nhưng mà sau năm dài tháng rộng thì sao? Ở đây Hàn Quốc có cái câu tục ngữ là chó ở từ đường 3 năm cũng biết làm thơ. Nghĩa là sao? Chó ở từ đường 3 năm cũng biết làm thơ. Là mình hiểu không? Con chó đó mà nó ở trong cái chỗ mà học lớp học hoài á, là nó cũng biết ngâm thơ luôn.
Thì tức là người mà lân cận thân cận gần gũi với thầy, với sư cô, chùa chiền biết là sao? À, nấu món vĩ đại cũng không biết, nhưng mà tương trao luộc bầu, luộc bí là cũng sẽ làm được, phải không? À, chuyện to tát không làm được thì chuyện nhỏ cũng dần quen. Thì cho nên là mình phải phải dấn thân lên ha. Ý cô muốn nói ở cái câu này. Rồi, mình sẽ qua câu này. Đúng rồi, bạn nào bình luận giỏi lắm nè. Người tu là người phải dám đối mặt với chướng duyên để vận dụng tất cả những gì mình học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Nói hay lắm, ráng làm nha. Đừng thấy chướng duyên rồi trốn luôn, rồi để cô mình bơi bươn chải nha. Cô cũng hay nói ở đây Phật tử, nếu như mà không có quý Phật tử là cô trốn luôn thiệt. Mình nên cô cũng làm xong được chuyện gì hết trơn hết á. Cho nên chúng ta thôi, mỗi người mỗi tay mỗi chân. Lúc mà thấy người này kiệt sức rồi, mình quăng cho cái phao thôi, để em kéo chị đi một chút. Rồi chị khỏe rồi thôi, chị kéo em đi một chút. Giống chim nó bay, nó di trú á, đúng không? Con đầu đàn rồi nó cũng phải đuổi cho con khác lên đầu đàn, cho nó bay hoài nó mỏi. Cô Hiếu cũng vậy. Nhiều khi cô ăn vạ là vậy đó, cô nhõng nhẽo là vậy đó. Cô tới đây rồi, cô mệt rồi đó, bơi tiếp đi rồi kéo cô theo. Vậy nghe, nói rất là dễ nhưng mà nói được vậy cũng là giỏi rồi đó. Rồi mình đi ra câu tiếp theo nha. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Ôi câu này nghe quá là xa vời. Bậc trí mà không tì vết, đầy đủ giới định tuệ, bậc thánh rồi đúng không? Bậc trí rồi đúng không? Này thấy không có giống mình đâu, mắc cỡ nha. Rồi, sáng sáng mình rờ lại cái mặt mình soi gương nhân cách. Rồi Đức Phật có dạy một cái bài là soi gương nhân cách á. Sáng mình dạy là mình trang điểm đúng không? À không, trước khi trang điểm là phải vệ sinh cá nhân đúng không? Xong rồi trang điểm cho đẹp đẽ, coi có dính miếng gèn nào không, dính miếng gì không. Nhưng mà mình không có soi lại cái tâm mình. Thì giờ mỗi sáng mình soi gương cái mặt mình soi luôn cái tâm mình, coi mình cỡ nào rồi ha. Mình có được giới định tuệ giống vậy không đây? Rồi mình nỗ lực chùi cho nó sạch. Không phải là chùi cái vết trên mặt mà chùi cái tâm mình nữa. Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Nếu mà mình tự soi gương nhân cách, mình tự nỗ lực hoàn thiện mình từng ngày thì sao? Chư thiên cũng phải khen thưởng và bậc phạm thiên cũng phải tán dương mình. Vậy chứ không phải là mình giàu, mình giỏi, mình đẹp á, là được chư thiên và phạm thiên tán dương khen ngợi, không phải ha. Mà là nhân cách mình tới đâu, phẩm giá đạo đức, cái giá trị tu tập của mình, cái thành tựu tâm linh của mình tới đâu, thì cái đó mới là được khen ngợi. Chỗ này bắt đầu Phật tử nghe nè. Vậy muốn để đạt tới hai cái câu kệ trên thì làm như nào? Đức Phật dạy tiếp ở dưới nè. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Vậy thì Đức Phật đụng đưa cái cặp nhân quả giống như tứ đế đó, là quả trước rồi nhân sau, đúng không? Mình phải thấy cái quả đó rồi mình mới muốn coi làm sao được cái nhân đó mà tập thành. Giống như mình thấy cái trái xoài quá là ngon đi, thì mình phải muốn ăn trái xoài thì mình đi trồng cây xoài chẳng hạn. Ở đây Đức Phật đưa cho mình cái quả trước là bậc trí thanh tịnh, giới định tuệ như vậy, đầy đủ giới định tuệ như vậy thì sẽ được chư thiên và phạm thiên tán dương ca ngợi. Vậy thì làm sao để được trở thành như vậy? Đức Phật dạy một loạt bốn câu kệ tiếp theo là giữ thân, giữ lời và giữ ý. Cô sẽ phân tích cái này là hôm nay mình kết thúc được giờ học luôn. Cái này là đi từ cái tích truyện là lục quần tỳ kheo á. Không biết quý vị nghe cái câu lục quần tỳ kheo này lần nào chưa ha? Thời của Đức Phật á, là có một nhóm tỳ kheo này gọi là lục quần tỳ kheo. Nhóm này là chuyên đời phá hoại. Phá đủ chuyện hết á. Cái nhóm này là giống như cô nghĩ là hóa thân nghịch hạnh Bồ Tát để mà Đức Phật hoàn thiện cái giới luật cho tăng đoàn là vậy đó. Cái nhóm này không có cái chuyện tào lao nào mà không làm hết á, mà cứ mỗi lần cái nhóm này mà phạm lỗi là Đức Phật chế một giới, mỗi lần phạm lỗi là chế một giới. Xưa mấy ngày này mà không có thị hiện phạm lỗi, chắc giờ tăng ni không có miếng giới nào mà giữ. Tức là ổng làm chuyện mắc cười lắm. Từ từ cô sẽ kể chuyện mắc cười của cái nhóm lục quần tỳ kheo. Mà bên ni cũng có lục quần tỳ kheo ni nữa nghe. Vui lắm. Hai nhóm, Đức Phật cũng khổ với hai nhóm này lắm. Thì một hôm cái nhóm này á, xí soạn. Xí soạn là sao? Mang cái đuôi guốc cho cao lên, rồi đi cà cộp ở trong chánh điện. Đức Phật thì đang thuyết pháp cho thánh chúng, cho chư tăng và Phật tử vậy đó.
mà nghe cà cọp mà đi mà rất là thô tháo, mà rất là ồn ào. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan, cái gì mà ồn vậy? A Nan bạch Đức Phật là dạ cái nhóm lục quần tỳ kheo đó đó, mang guốc đi cọp cọp ở ngoài kia kìa. Vậy cho nên Đức Phật mới dạy cái câu này, tỳ kheo đi cái tướng gì mà kiệt cục vậy đúng không, mang cái đôi guốc rồi còn đi rất là thô tháo như vậy, không có giữ thanh tịnh. Nhưng mà ở đây mà mỗi lần cô thuyết pháp mà em nào mà ngồi trước mặt cô mà nói chuyện là cô đuổi đi chỗ khác. Cô không có cấm nói, nhưng mà không được nói trước mặt cô khi cô đang thuyết pháp. Chứ Đức Phật cũng y vậy đó. Ngài là ngài, ngài trong này thuyết pháp mà ngoài kia đi giống như đi hành quân vậy đó. Ngài mới dạy cho cái câu kệ này nè: giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ. Phòng thân là sao? Khéo bảo vệ cái thân, cái tướng của mình, đi sao cho nó đàng hoàng, đừng có làm cho người ta phiền não, phải không? Nhiều người cô thấy đi vô chùa là cô đụng rồi, cô đụng rồi mà cô la rồi giận bỏ cô đi mà còn nói xấu cô nữa. Người ta cả cái chánh điện người ta ngồi ngon lành cành đào vậy, mình vô là mình mở cái bịch ra, xè cái bịch ni lông rồi sộp 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 sộp, cái mình moi cái bịch này, mình móc cái kia rồi mình khều với chị lại đây, chị này chút rồi ăn cái này nè chị, trời bữa nay em nấu cái này ngon lắm. Tự nhiên à, ta phải vô duyên không? Cái này ta kêu bằng vô duyên thiệt. Đó. Đó, thành ra rồi có một lần nha, cô đi hành hương, cũng dẫn Phật tử đi hành hương. Thế thì mới tập cho em kia đứng lên nói, em cầm micro em nói quá trời nói, em nói xong rồi có nhiều người khiều cô, nói chứ thôi bữa sau cô nói đi, đừng để em này nói nữa cô. Con bực bội quá. Là cái cách cái em đó, em đứng em nói làm cho người ta khó chịu. Đó là mình nói không phải bằng cái tâm mà chia sẻ kiến thức, mình biết cái này mình chia sẻ cho mọi người cùng biết với cái tâm là nhờ có các bạn, các chị, các anh, các chú, các bác ngồi nghe mà em được có cơ hội mà chia sẻ những cái thông tin em biết này, mà mình nói với cái thái độ là mình giỏi nè, mình biết nhiều nè, mình dạy lại cho nghe nè, phải nghe tôi nói nè, tôi mới biết mọi người không biết, cái kiểu đó đó người ta khó chịu. À, thành ra ở đây Đức Phật dạy câu này rất là tinh tế ha. Thân nè, khẩu nè, ý nè, cái lời nói của mình cũng phải khéo. Khéo lời nói là sao? Từ bỏ lời thô ác. Cái này cô giảng rất là nhiều rồi, Phật tử nghe lại cái bài giảng chánh ngữ ha, chánh ngữ trong chuỗi bài bát chánh đạo, với lại con có giảng một bài đó là thập thiện nghiệp, thì trong này có bốn giới của cái miệng á, là nói kỹ vô cùng, suốt một tập dài luôn, thì Phật tử nghe lại cho kỹ. Tóm lại mình phải thấy cái sự khác biệt giữa phàm phu với bậc thánh là khu biệt ở cái chỗ gì? Khéo. Ở đây Đức Phật dùng từ rất là hay. Mình hay tán dương trong 10 hiệu của Đức Phật là thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, nhớ không? Trong cái chữ thiện thệ này là cái chữ khéo đó, khéo vượt qua đó, cái bậc khéo léo vượt qua. Chính là Đức Phật dùng cái gì? Cái bậc trí, người ta có cái chữ khéo ở trong này, khéo bảo vệ. Còn cái bậc phàm phu như mình là sao? Mình không có khéo bảo vệ mà mình đè nén. Ví dụ mình không chuyển hóa được mà bị cô la, bị thầy la cái mình nén vô. Mình nén vậy nè, bị cô la mình đâu có vừa cái bụng đâu, mà mình không trả treo lại ngay đó thôi. Nhưng trong bụng mình có phục không? Không phục. Mình bực, mình nén như vậy nè. Mà mình nén cái đó là sao? Sẽ có lúc nó bùng nổ ra. Tại vì mình không chuyển hóa được mà những cái cảm xúc tiêu cực nó cứ nén vô vậy nè. Có một lúc nào đó mình sẽ bung ra. Có nhiều khi mình thấy con cái ở trong nhà, có cái đứa nó rất là dễ dạy, nói gì nghe đó, nói gì nghe đó. Nhưng mà tới hồi mà nó phá một cú là mình giật cả mình luôn, cả nhà lại hốt hổ không kịp. Lý do là sao? Là cái em này không phải thực sự chuyển hóa và nghe lời, mà là em chỉ có đè nén thôi, em nhịn thôi, em im ở trên cái mặt hồ vậy thôi. Nhưng mà bên trong là sóng ngầm, có bao nhiêu con sóng ngầm trong lòng mà em không có chuyển hóa được. Thì tới lúc mà em bùng vỡ, nó rất là kinh khủng. Cho nên không biết nhân duyên gì á, một tuần vừa rồi là cô nhận điện thoại tư vấn của rất là nhiều, chắc phải 3 ca ha, đều là người mẹ bất lực trong việc dạy con mà gọi đến cho cô, phải nói là tức mà khóc luôn. Tụi nó 13, 14 tuổi mà rất là hư luôn. Đánh nó một cây thôi mà nó gọi cảnh sát đến làm biên bản cha mẹ nó luôn. Rồi á ha, theo bạn trai, bạn gái chơi bời, phải nói là không có lời nào mà diễn tả được, từ vừa khóc vừa tức, thương con quá mà tức quá không chịu nổi đâu quý vị. Thì những cái này á, là những cái mà không có khéo, không có khéo trong cái lời nói và cái dạy dỗ. Cho nên chúng ta thấy là cái này nó không đơn giản ha. Cô luôn nói giữ thân đừng phẫn nộ, không phải là chỉ có ghìm ở trước mặt không. Không phải là cô cũng không có tán dương cái người mà đụng một cái trả đũa liền, đụng cái phản ứng liền. Cái bậc này thì quá là thô tháo rồi. Nhưng mà cái dạng mà
ghim lại được á, ghìm lại được nhưng mà không chuyển hóa được thì cũng tệ vô cùng. Tại cái này nó bao gồm cả sân và si nữa. Cái người kia là người ta sân thôi, người ta không có si, còn mình là mình si nữa, tại vì nó trì vô, nó chấp vô. Nó không có chuyển hóa được mà nó cứ nén vô vậy nè, cả sân cả si, đâu có tử tế gì đâu. Một người á là sân thô tháo, một người á là sân si. Dễ gì đây, cũng không có ai mà tử tế hơn ai cả. Ở đây cô muốn nói Phật tử giữ thân đừng phẫn nộ là sao? Nếu hoàn toàn không nổi quạo thì là thánh rồi. Cô nói là không ai làm được hết, nhưng mà ít ra mình phải biết chuyển hóa điều phục được. Cái chỗ này á, là cái chỗ để mình tu. Mình phải thật sự nghiêm túc nhìn lại mình nè. Mình kìm được như vậy đó, nhưng mà trong lòng mình có hận không? Có oán không? Nếu còn hận còn oán á, không có bình an được nha. Mà chỉ có chính mình thôi. Đây là cái ý nghĩa sao? Bỏ ác làm lành cùng một lúc á. Thật ra là thân khẩu ý Phật dạy như vậy mà cô diễn tả cho nó bình dân hơn á. Tức là mình bỏ ác làm lành mà ngay một lúc luôn, chứ không phải là bỏ hết ác rồi đi làm lành. À, cái trường hợp này có nè, cô có một người bạn rất là thân luôn, mà ha, mỗi lần mà rủ bạn tu tập tinh tấn gì đó là bạn nói là thôi bây giờ mình đầy sân si lắm, mình không có hiền gì hết á, tính mình như vậy mình chưa có tu được, để khi nào mình hiền rồi mình mới tu. Ủa sao kỳ vậy, tu rồi nó mới hiền, hiểu không? Nói ngược á. Mà cái bạn đó, đó là cô nói tới giờ cô vẫn chưa có khuyên được. Cứ nói là bây giờ mình sân si lắm, mình đến chùa mình ngại lắm. Tức là tự biết là mình không lành không thiện, mình còn đầy sân si phiền não nên không dám đến chùa, nghĩ là đến chùa phải thanh tịnh. Nhưng mà cái này là có bị nói ngược không? Vì mình sân si, mình phiền não, mình còn đầy những cái thiếu sót nên mình mới đến chùa để mình tu tập, mình gỡ dần ra. Chứ còn mà mình trong sạch rồi á, mình thành thánh rồi thì thôi đến chùa người ta thờ luôn á, chứ người ta bái mình làm thánh luôn, chứ người ta cần mình đi tu chung chi, phải không? Cô nói để quý Phật tử có cái niềm tin là đừng có sợ mình dở, mình phiền não, mình ấy quá, mình không dám đến gần, không dám đến chùa gặp sư cô, sợ bị la. Không có, la mình mới giỏi được. À, phiền não mình mới tu thêm được, phải không? Còn cái người mà cứ chờ mình hiền rồi mới đi tu, biết chừng nào mới hiền, không tu sao hiền, phải không? Ở đây cô nói là mình bỏ ác làm lành cùng một lúc. Cái việc ác này mình chừa thì cái việc lành này mình cùng làm. À, cái miệng mình không nói ác thì đồng thời miệng mình nói điều lành, đúng không? Cái đầu mình không nghĩ ác thì đồng thời mình làm gì? Mình nghĩ việc lành ra, phải không? À, đây là cái tu ha. Đó, cho nên là mình sống thanh tịnh đó, tu đơn giản vậy thôi đó, là bỏ ác mà làm lành là ngay chỗ đó nó sáng trong thanh tịnh rồi đó. Ờ, phải không? Mình không bị mê là mình sáng chứ gì, mình không bị vô minh nó dẫn đi, tức là mình có trí tuệ đó, mình có chủ quyền đó. À, chứ chờ khi nào có chủ quyền, phải không? À, ở đây thì mới lấy câu này. Vậy làm sao? Là câu trên vừa tuần trước mình học đó, là dạy rồi đó. Làm sao mà để làm được như vậy? Là lấy sân, lấy tình thương để chế ngự tâm sân, lấy cái tốt để chinh phục điều xấu, lấy tâm bố thí để thắng người sang tham. Người ta keo kiệt quá, mình mở rộng lòng bố thí. Người ta sân dữ quá, mình lấy tình thương mình chế ngự. Người ta xấu dữ quá, thôi mình lấy điều tốt để mình chinh phục. Rồi cuối cùng sao? Mình sẽ trong sạch. Cô nói rồi, cô nói rồi, mọi người cứ tin đi ha. Chánh đáo sao là y báo vậy. Hôm nay cô nghe bạn phụng sự viên của cô kể đó, em ở chung với cái già mà hai người rất là ghê luôn quý vị. Trời ơi, tính tình cho tới lối sống nó rất là lôi thôi lết thết luôn, mà chịu đựng như vậy, cứ chịu đựng mà không có trả đũa, không có phản ứng gì nhiều, rồi tự lúc nước nó cũng trong sạch thôi. Tại vì sao? Tới lúc mà mình cái phước của mình nó lớn á, cái nghiệp của mình với cái người đó nó hết rồi đó, nó tự dè ra đi à, mà nó tự tan rã trong cái rất là bình hòa, chứ không có gây oan trái. Nghĩa là tự lúc mình cũng được thanh tịnh, mình sẽ đạt tới cái cảnh giới thanh tịnh như vậy đó. Nếu như mà mình tiếp tục giữ thân khẩu ý mình thanh tịnh thì những cái mà ô nhiễm á, nó không có dính vô mình được. À, tương tự như vậy, hồi đó nhá, sư cô mà chưa đi tu á, sư cô có rất là nhiều bạn. Có nhiều bạn hồi đó mình thấy mình chơi hợp, tính với nhau lắm nha. Hồi ơi, đi club, đi bar, đi rất là chơi bời dữ dội, thấy hợp, ăn tâm đầu ý hợp ghê lắm. Nhưng mà khi mà sư cô mà hướng đạo hoặc là tu tập rồi á, các bạn nó đâu muốn chơi với sư cô nữa đâu, tại không còn cái tiếng nói chung nữa. Đối với các bạn thì các bạn sẽ nghĩ tới là mặc đồ nào cho đẹp, ăn cái nào cho nó thời thượng, đi du lịch ở chỗ nào cho sang, đến quán nào để enjoy, vân vân. Nhưng mà cô thì không đặt cái vấn đề đó là trọng tâm nữa, thì tự nhiên là sao? Nó không có tiếng nói chung hà. Và bắt đầu là cô sẽ giao tiếp với những người nào sao có cùng tần số với mình, có cùng cái quan tâm về trau dưỡng đạo đức và tâm linh. Mình ráng học nha, cô cháy giáo án rồi. À, rồi thôi, cô tóm lại sao đây? Con người mình là một chúng sanh có nhiều cái khả năng phi thường. Tức là sao?
có hai cái năng lực trái ngược luôn ngủ ngầm trong một người mình. Một là hướng về cao thượng trong sạch, và một á là hướng về những điều tội lỗi nhơ bẩn. Nói đơn giản bình nôm na bình quân á, tức là có một cái phần con và một cái phần người, đúng không? Lúc thì mình có những cái đặc tính của bậc thánh và hướng đến cao thượng trong sạch. Hai là mình cứ có những cái nhu cầu rất là dục vọng và rất là tội lỗi để làm những cái điều xấu ác. Thì hai cái năng lượng này nó luôn tồn tại trong mình, nhiều hay ít trong mỗi cái trường hợp mà thôi. Mà cô nói đó, xóm chài thì tanh cá mà làng ngang thì thơm trầm. Vậy cho nên mình biết là mình phải thân cận những cái bậc hiền, bậc thánh để chi? Để cho mình càng lúc càng phát huy cái đức tính sáng trong, thanh tịnh của mình. Chứ mình chơi với những người mà quá là dữ dằn, dơ, nóng nảy, bực bội, khó tính, xấu ác thì mình rất là dễ bị nhiễm vào những cái thói xấu như vậy, thì nó không có phù hợp, phải không? Vậy cho nên trong đó cái A Lại Gia Thức là một cái cỗ máy, cô thường ví nó giống như là một cái thẻ nhớ siêu năng lượng vậy đó. Thì nó chứa trong này rất là nhiều cái chủng tử mà mình đã huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp đó. Những cái tập khí xấu nó sẽ nhiều hơn những cái đức tính tốt, thiện lành. Cho nên đừng có để cái tâm phàm phu nó chi phối và nó lôi dẫn mình, nó hướng mình những cái dục vọng, những cái rất là tệ. Mình phải luôn hướng thượng và hướng thiện. Thì những ai mà có hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, những ai muốn vượt lên cái đám đông quần chúng để tự mình thanh tịnh mình và phục vụ cho nhân loại bằng cách nêu cao cái tấm gương trong sáng, phải cố gắng mà gột rửa những cái tật xấu còn lại và phát triển những cái đức hạnh tốt nó đang ngủ ngầm trong tâm. Nghĩa là sao? Cô hay dùng cái từ này, mình có cái con rắn độc tham sân si ngủ ngầm, thì mình cũng có những cái đức hạnh tốt nó đang ngủ ngầm trong tâm mình. Những đức hạnh tốt đang ngủ ngầm trong tâm là như nào? Ví dụ như cô có một em phụng sự viên, trước đây em không có biết quay phim chụp ảnh, nhưng mà em có một cái mong muốn là rất là muốn phụng sự cho Phật pháp ở cái mảng truyền thông, nghĩa là quay phim chụp ảnh và làm truyền thông. Nhưng mà khi mà gặp nhau như vậy thì sao? Nó giống như là cá về với nước vậy đó, và hoa đủ thời thì nó sẽ nở. Tức là em cho dù không có cái kỹ năng chuyên môn được học, nhưng mà với cái nhiệt huyết, nhiệt tình thì với đạo pháp thì em có thể dành thời gian và nỗ lực để mà sao? Có thể là hỗ trợ máy móc hoặc là kỹ thuật, dù chưa chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể mà phụng sự được. Đây là mình nói là những cái hạnh lành nó ngủ ngầm trong tâm nè. Nếu như mình không có khai quật lên cái ước muốn hoặc là cái hạnh lành phụng sự đó thì nó mãi ngủ ngầm, đúng không? Nhưng một khi mà mình phát hiện ra đối tượng đó, hoặc là cô trong đạo tràng cô có một chị này thì không có tiền bạc nhiều, cũng không có kỹ năng nhiều, nhưng mà chị lại có một cái là rất là muốn dạy dỗ các em nhỏ, nghĩa là chị có khiếu mà chơi với trẻ con và chị cũng nói tiếng Hàn giỏi. Thì mình biết cái đối tượng đó thì mình mời chị phụng sự trong cái lớp mà búp sen từ bi để dạy cho các em gia đình đa văn hóa. Thì sao? Cái mong muốn thiện lành của chị nó vốn ngủ ngầm trong tâm, đúng không? Nhưng mà được cái nhân duyên trợ duyên và thêm nhiều cái tăng thượng duyên bên ngoài thì chuyển hóa nó thành cái hành động thực tế, là chị có thể đóng góp cái gọi là cái kỹ năng của mình trong một cái việc mà phụng sự đạo pháp cũng rất là có ý nghĩa, phải không ạ? Rồi mình thấy là cái bạn này là bạn có khả năng là giao tiếp nè, đối ngoại nè, bạn nói chuyện điềm đạm dễ thương, nói tiếng Hàn cũng giỏi, vân vân, thì mình sẽ đặt bạn vào cái vị trí là đi kết nối cộng đồng với lại các chùa và các bà con Phật tử ở đây. Thì đây là những cái ý tốt ngủ ngầm trong tâm, mình sẽ chuyển hóa nó thành hành động. Mà trong tứ chánh cần thì nói sao? Việc lành nào chưa sanh thì phải để cho nó phát sanh, mà việc lành nào sanh rồi thì phải cho nó sanh nữa, đúng không? Chứ không phải nói thôi mình phụng sự như đây là đủ, thôi mình giúp như đây là đủ. Dạ khi nào mới đủ? Khi nào mình thành thánh, mình thành Phật, mình mới viên mãn công đức. Chứ bây giờ cái tội của mình nó như cái biển, mà cái phước của mình nó có chút xíu, làm sao mà cân đối được, đúng không? Ở đây cô mới nói là mình phải cố gắng để làm cho những cái thiện nghiệp của mình nó tăng trưởng lên ha. Và chúng ta học phẩm này là phẩm phẫn nộ, mình chốt với nhau là sao? Phẫn nộ là có một cái sức tàn phá vô cùng khốc liệt, khi mà mình nổi sân lên là đốt cả rừng công đức. Vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải sao? Phải dùng tâm từ, phải dùng tình thương để phát triển cái đức hạnh cao quý, làm cho con người mình trở nên cao thượng. Và chúng ta cũng nhận thức được bất thiện là cái điều kiện làm cho mình xấu xa, không tốt đẹp. Thì
nó không chỉ là làm lúc này nó làm cho mình đổ vỡ quan hệ cuộc sống và không có hạnh phúc và bình an, mà nó còn làm sao, nó làm cho mình gặp rất là nhiều chướng duyên và nhiều cái oan trái trong nhiều đời sau nữa. Vậy thì chúng ta phải chuyển những cái nghiệp ác này thành những cái thiện nghiệp. Ở đây thì có một cái giáo trình dạy cho mình, đó là con đường giới định tuệ sắp đặt theo thứ tự. Thì sư cô sẽ gửi cái này vào trong Zoom cho quý Phật tử lấy làm tư liệu ha. Đọc sơ qua cũng được, mà cái này quý Phật tử về nhà làm tư liệu thì được rồi, cô gửi đây rồi. Bạn nào mà đang nghe trên Facebook thì chuyển lên Facebook cho quý vị đang nghe Facebook biết luôn ha. Đây là cái lộ trình để tu giới định tuệ. Đó là sao? Ngăn ngừa các điều xấu xa tội lỗi. Tiếp theo là định là phá giới, ngăn ngừa các điều xấu xa tội lỗi. Định là phá tan cái tư tưởng ngông cuồng lầm lẫn. Tuệ là hủy diệt cái thành kiến si mê ngã chấp. Cái này từng câu đọc kỹ nó cũng rất là dễ hiểu ha. Giới thanh lọc các điều tai hại của nghiệp dữ. Định tẩy trừ những nguy cơ của lòng tham muốn. Tuệ tận diệt sai lầm do tà kiến tin tưởng dị đoan. Giới đưa người ra khỏi cái lưới của sắc trần. Định chế ngự các ý nghĩ vu vơ, vô hiệu hóa tâm ái dục. Tuệ giải thoát chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử, vân vân. Vậy thì người có trí tuệ, chúng ta phải hằng biết mình trong mỗi hành động, mỗi suy tư trên cái tinh thần là an tĩnh và vắng lặng. Cái này cô hay nói rồi, không thể nào có cái tuệ phát sanh trong một cái tâm lúc nào cũng vọng động lăng xăng và lao xao được. Tuệ chỉ phát sinh khi mà tâm đồng tâm chư Phật, khi mà chúng ta có sự tĩnh lặng và bình an. Giống như mặt hồ nó phải trong suốt thì mình mới nhìn thấy được đáy, đúng không? Chứ mà nó vẫn đục bùn nhơ mà mình cứ khuấy nó hoài thì không bao giờ mà nó lắng được, đúng không? Cái tâm an tịnh nghĩa là cái tâm không còn nghĩ quấy là yếu tố nội tại thiết yếu để thanh lọc và bảo trì cái giới đức cao thượng của mình. Giới định tuệ nó như cái kiềng ba chân, là nhân, là quả, là bổ sung, là tương trợ của nhau. Vậy thì khi giới mình có thanh tịnh thì tuệ mình nó sáng trong, định mình nó thêm sâu. Và khi định thêm sâu, khi giới thanh tịnh thì cái tuệ càng phát triển, phải không nào? Cho nên chúng ta phòng thân không phẫn nộ là ở chỗ này, phải canh phòng để thân mình không có hành động sai lầm, lời nói mình không sai lầm, ý tưởng mình không nghĩ quấy thì mình mới trang nghiêm được trong các cái thiện hạnh của mình, được không ạ? Đây là cái kết luận của cái phẩm này cũng như là của bốn câu kệ ở đây.